một con rồi nhớ bạn. Không, con nhí. Đâu, nó thụ lông hay sao? Đây à. Đó bạn. Nó nhựa. Con nhí là tưởng con cườm. Rồi, đúng. Hay quá ông ơi. Con lượm đi. Con qua đường kia kìa. Đi qua đường kia lượm kìa, có đường kìa. Dưới nó vàng anh nè. Chưa được không? Chưa ý. Thầy luôn rồi. Con này nó bị kìm rồi, đứng hoài nó không bay. Ủa, ngay vào trọng tâm vấn đề luôn này. Đúng rồi, rất ngay ức luôn. Bụi chắc rồi. Để ra hình con lại. Ờ, hai. Cái con sống ra mẹ rồi. Cất đi. Rồi, được 3 con giờ còn có 2. Xe. Đi, tiếp tục. Ủa cơ mấy con ngói anh động. Ngói. Ngói đỏ à. Rất con người trong công ty. Ừ em. Một bầy luôn ha. Được cảnh tính tôi mà biết đó. Xe anh đám vỗ. Anh đám vỗ hả? Con cu nãy bắn này. Cây đó nó về đông ghê. Bắn trúng mấy con mà rớt có con. Hai con rồi. Đâu em thấy nó chưa xuống mà. Hình như nó còn trên cây me mà. Đâu nhảy xuống rồi. Nè bạn. Gọi vô cuốn gói này. Nặng nhẹ bạn không tin em. Không. Không tin lắm. Bắn xuyên từ chân lên tới cổ luôn. Tiếp ngắt. Chết rồi các bạn. Đi vô lùm nữa. Còn thi về một nha các bạn. Rất cu kìa. Nè các bạn. Ui luôn luôn. Ui dí. Chuyên đích chuyên lên. Tiếp tục nha các bạn. Chết ngắt rồi nè. Con cú nhí nè các bạn. Đang ăn dưới sân. Chết. Ngắt. Alo con hí về một nhé các bạn. À, ông kia đi trước rồi. Đây. Một con cu nhí. Cu nhí đâu đây nè. Đây. Lội mình cái đầu không à. Sao bắn. Ừ, nhảy lên đó lội nguyên con. Đó, chúng rồi các bạn. Dí. Gớt đâu để biết. Ôi bay thầy dữ hả? Trời ơi. Rồi gớt. Whoa.
để em bắn nốt con này đó, từ từ. Gần con nha các bạn. Ui. Rớt con nha các bạn. Nè. Ờ đúng, chơi đá luôn. Ngay đầu luôn á không? Ờ. Ủa, cái không? Dạ, đó. Đã xíu nhẹ bắt cái. Đã tốn 5 ngàn. Con 5 ngàn. Đấy bạn. Đúng rồi. Vui một vòng tròn á. Vui cho dính trọng luôn. Ủa cái gì ta đi gọng ta? Cái gì nó sống á? Má giờ nó bằng thằng bi. Giờ này có cắn không? Bằng cắn chết mẹ luôn. Hả? Cái này bằng con bi bán em là 5 ngàn con nè. Đúng rồi. Có cái ly nè. Cái ly nó chết á. Đem cua cho. Hả? Đem cua. Thấy không? Má cũng được mấy con, nhiều không? Nhiều không? Má nhà cái tử của bạn gần cả. Giờ này về xây ra câu cá đúng không? Làm cháo. Làm cháo đúng không? Mình chơi mấy con kia đồng mà chạy à? Một con. Chạy đâu? Ủa mình sẽ bỏ gì ta? Má còn hay cắn chết à? Xong rồi, xong. Hai con. Có cái nắp nữa ngon, hay lấy cái bọt. Bạn lấy cái bọt bỏ vô bạn nhanh cái kia bạn ơi. Ấy à. Má đi này phải có cần câu tay ngon ha. Ý, anh Nghĩa có câu tay phải không? Rồi, quấn nữa. Đấy bạn. Rồi, lụm. Ê nhẹ nhẹ chết má. Ê, rồi đi đi đi. Rồi, rồi. Con nó mất thầy luôn. Con nó tính đẻ sao á. Ồ má, con này mất đỉnh cao luôn chứ. Bất thường đâu. Rồi ba con được rồi. Con kia bị gì vậy? Bữa nó bắt được à? Ừ, chắc quơi xuống bắt được con nữa. Má 5 ngàn con rồi. Ừ đúng rồi, còn có con nữa kìa. Hai con này để mập lên bắt. Hay quá bạn ơi. Thôi bắt giờ anh về bán ngược lại cho Bira luôn á. Đó lúc nào Bira bán 5 ngàn. Hai ông này bắn nè. Cho gớt nha. Gớt máy tính nha. Mày lắm rồi đó. Nó đang đi bộ kìa Tùng. Nên chụp chim ở trong nữa. To và rõ ràng hả? Im. Con kia bay hả? Ừ. Con rớt. Để kiếm cái cây lụm vô quá. Rớt con luôn, rớt tuốt trong đây sao lụm? Nè các bạn. Rớt con cu rồi nè. Giờ sao lụm ta? Không đem cái cần câu sai lầm luôn. Tao qua có mày bẹp chảo má. Cái này hả? Con rớt nước mình chưa? Thẳng ông ra luôn á Tùng. Ra chỗ tôi nè. Lùm được rồi nha các bạn. Hây. Con đâu?
cái cô nhí nữa các bạn. Hả? Ủa chết hai con luôn hả? Trời ơi bả núp. Im. Tuyệt vời, hai con. Hai con nha các bạn. Ủa hồi nãy mới bắn được con gì nữa hả? À con cò. Cò với con chim khách luôn. Đi. Chim em mình hay chơi nhiều chim hơn là rồi té thư cây đủ đủ ta luôn rồi. Con gì anh Nghĩa? Hả? À, chim khách chứ không phải chị Béo. Hai bắn tìm vịt đi. Hai con luôn. Có con à. Chị Béo này ông bắn đúng không? Không thấy đâu. Lúc 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 má. Không có cua phường hay cua phường cũng là bay. Để mình để bịch lại đi ha. Được hai cua ngói. Ba con sao con. Ba con hả? Bữa nay mình đi cũng mập lút lườn. Hai con cua ngói mà đậu kế nhau là lúc nào cũng bắn con cua đỏ. Đúng không? Nhưng mà tâm lý là bắn cua đỏ đẹp. Trắng á hả? Mày nó kiếm. Nước cốt dịch ta. Em có à, em bắn có con. Anh nha, ra nói gì con. Đâu rồi, chim sẻ cho em đi nhỏ chi. Sao vậy nào? Lụm đi, lấy đồ lụm cho chim sẻ nha đi. Quá trời. Cho con bé ta nha. Về cho con sư ba. Nóng rồi. Con sư ba đó bự không? 100g mà. Nhỏ xíu à. Dễ nuôi không? Dễ. Trời này biết làm gì không? Cho bé cưng của tôi ăn. Đâu cần than đúng không? Đơn giản. Mấy cây này khô hết rồi. Chim rồi. Nghe bên kia lá cách đâu kìa, quá bẻ đi hồi lắm. Đẹp mà. Đúng không?
lâu lắm rồi mới được đi ăn ngoài gì chứ. Im. Cảnh đồng quê nữa bạn. Ăn giả chiến luôn. Con này bự đúng không? Không con đó đâu. Đây còn khúc dài mà các bạn, đây hồi mấy con. Con nào ạ? 26. Con bự nữa. Con đưa bán gì chết rồi. Ôi, không chết, không chết rồi. Chắc không chết ạ. Bắn con ta xong kêu con ta không chết. Khứa. Đó, đó. Tìm ha. Đâu không còn anh đâu. Còn thịt Hoàng già lúng luôn mà. Hoàng Thị Linh à. Hoàng Thị Linh. Bắn xiên không? Không, thịt nó giống giống thịt châu chảo nha. Nè hai con giống nhau nó bắn em bắn xiên không? Cu xanh nó về xanh nó vàng hơn. Chỗ. Chỗ luôn. Vàng anh. Em ăn thịt vàng anh chưa ta? Hình như chưa. Sao ăn được? Thằng kia nó ăn mẹ. Thằng kia nó ăn rồi đúng không? Kia nó ăn rồi. Hả? Không, cái thằng kia á. Hoàng Thị Linh. Thằng Hoàng Thị Linh ấy. Anh nghĩ là kỳ quá. Em đã né né rồi. Sâu chim đầu tiên. Thui cái tính hả? Cái tre này nó trơn quá. Đây các bạn, cù lên bếp rồi nè. Nè dàn ươm luôn nè. Anh mới chặt lá chuối bài bản à. Quá êm. Ơ ừ, biết xài mặt sau luôn. Chơi đồ. Hả? Biết lót cái chỗ nắng luôn. Ừ biết lót vô đúng cái chỗ nắng luôn. Chỗ mát thì không lót. Ơi ừ, thầy luôn. Kéo về lại. Căng chứ sao không căng? Biết cái chỗ nào mát không? Chỗ nó lông chim này nè. Để quay cho các bạn coi cái bãi lông chim nãy nè. Anh em mình nhổ nè. Ôi quá trời luôn. Ôi là trời. Nhìn bãi lông không là biết chim nhiều rồi. Chim đang nướng vàng ươm luôn. Ok. Giờ mình đi kiếm mới gặp rừng mới hỏi. Sâu nữa nè các bạn. Sâu này mới gọi là đỉnh cao nè. Đó, đỉnh cao luôn á. Cái bình mi này nè. Chế nước vô trong cái bình. Lấy bình này nè. Quá khát quá rồi. Ngồi đúng bài của Bắc Tùng luôn rồi. Nấu nước mì nha các bạn. Nấu nước bằng chai chai này nè, chai nước nè. Nấu chút xíu nó sôi luôn, ăn mì luôn. Đi vô cái đi ra có cò chơi vậy hả? Ai bắn hả? Đồng. Cò đuôi. Không có con mắt. Trời quá êm luôn. Tổng kỳ quá. Người ta đã lên bếp chim hết rồi. Còn bắn. Bây giờ xiên làm kịp thì mình ừ. Ra bút kịp không? Bây giờ ai nhổ lông cho đi. Chơi kỳ thiệt chứ. Mít nữa các bạn.
nguyên cây luôn. Tùng có bằng sáng chế mới nè. Này làm gì ông nội? Chế dừa. Ghê hả? Chắc người á. Chú tôi gọi đó là chất. Bạn nghiên cứu cái phần nấu nước sao bạn? Ủa, nước đang nấu. Đang nấu. Nấu chùn chụt luôn. Nước chuẩn bị sôi nè. Có con bóng trống nè. Sôi chùn chụt. Quá, nhà cho bố nhiều. Thôi đủ, bà lấy kéo bà làm cho nhanh bạn ơi. Anh em này kỹ năng còn yếu quá. Lấy cái kéo quay ngay cái lỗ đó là được rồi. Đây nè, vừa này ngon. Con làm đổ muối nhanh Tòng. Trời, có nhiêu đó muối á. Chấm nhiêu đâu, còn muối của mì tôm nữa mà. Bỏ chim khi nước nướng một giờ sau chín chứ anh em mình ăn chứ đi. Thời nữa đây là ngon. Cái chè miếng chua đúng không? Trái còn non đúng không? Đẹp chưa? Rồi 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 rồi. Tạm thời ổn hả? Đục chua. Xong này đi đâu. Nước dừa nha các bạn. Còn lối thoát đường nghe, đường nghe không nắng nghe. Ở đây luộc nước dừa. Ừ. Bỏng cò vô làm cò không lối thoát đâu. Bíp 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 bíp. Làm nghĩa, cò không lối thoát. Bỏ vô nước dừa. Trái kia này, trái mới đi. Nhôm. Con này nhân vật không mời mà đến nè. Đi vô cái sách ra cái trắng trắng là nghi rồi. Y rằng con còn. Bởi vì chơi ná đâu sợ thiếu mồi ha. Đi đâu cũng có mồi. Tao ăn đó tốt chứ. Chú con thẳng tay tốt luôn. Bây giờ nó uống phê chứ. Thì nhiều tê tê luôn á. Có mì này của em nha, đừng ai ăn nha. Ồ, nó dai. Các bạn, anh em. Ừ, ngọt, bà khó ngon. Có gì ăn. Ừ, con nướng kẹt, nó thương ngon quá. Có lá xoài gì nữa. Lá xoài mới ngon á. Lá xoài nó có ý tưởng đạo hơn. Ôi, gửi đâu sao phải không? Ôi, sạch thuốc sao quá lên thôi. Không có kỳ với đục má ngay đó. Còn nó má mà. Cò ba ba anh Tòng bắn phát lên cánh nè. Chưa có thấy nó đâu. Hậu bay luôn, đã có phải pha luôn. Pha hậu bay luôn. Bắn cho lửa bắn ngoài cái ruộng hả? Lên cây bắn rớt luôn. Canh, xong rồi ché đã đùi, xong rồi ché canh, xong rồi ché gì nè. Chỉ gà kỹ không? Canh. Chỉ gà cái sâu chim nhỏ này mới ngon nè. Chảo chảo á. Nấu gà không? Nấu quay luôn à. Nấu với canh chung vậy nè. Nấu quê mày? Đó, tôi ché rồi, tôi phải biết ché. Anh ché cho em coi đi. Em đâu biết ché đâu. Nè. Đâu nè, phải không? Chơi cái cánh rồi, lặn cái cánh bên này nữa. Nóng. Rồi lấy bầu dừa ra trước. Cái này gọi là cách ăn chim nướng mỏi đúng không? Đúng rồi, nè, lấy bầu dừa lấy riêng ra nè. Ở ngoài rồi, nè, bầu xé này không cho thấy luôn. Thấy chưa? Ra nước. Em gu. Thôi chứ bác hả? Đâu dính gì đâu. Em luôn. Thương luôn các bạn em hả? Cho chừng đổ lò nước nha má. Hát cái bài méo liên quan em thương em, em thương cái bàn non, cái bàn non liên quan. Được rồi đó. Gà rồi mà. Đúng ngon. Còn mới quất ngon. Ừ, ai ăn mì ra chứ. Khánh vô đi nút. Bọn làm phải ăn mì. Né nè, nước trôi nè. Cái trôi thiệt á chứ không dở. Chưa ăn tới mì được có chỗ. Để chứ cho ngon. Để cho nó. Để lên luôn. Ăn cái này trước đi rồi mình cho.
cảm thấy mà không xé được thì ăn này, ăn từ ngoài ăn vô. Đâu ra ra được bác Hậu. À, này nó cảm đang chiếu mồi các bạn biết. Hút sâu quá nghe nghe nó hút sâu 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 hả? Đâu à? Nước sôi luôn vậy. Ô, bữa nào lâu lên không chơi bữa nào nó la sóc cho nó nhiều lắm. Biết nó đi dẫn đi được hay không? Chốc có là nó bắn rồi chứ nó chừa cho mình. Để dẫn đi cho anh em mình đi đủ lang thang lâu cánh chín nẹt luôn. Không đi thì được. Dẫn đi được. Khúc đó khúc dài dài hàng nó làm nó biết cắt. Như con dơi được ta làm cũng biết cắt rút khúc á. Bấm nhà chịu cái đích nó rút cái ruột ra cái ruột như con chỉ gì kéo cái dài ra vậy. Rút cái ruột dài. Mấy con sau này công nhận nướng ngọt ghê á. Mấy con nãy còn lại chín quá. Nó hơi ướt vậy nè. Ừ, đám mấy con này. Mấy con gì vậy? Mình quẹt à?